Bây giờ xin mời các bạn nghe phần thứ hai của Tôi đi nhảy dù. Ngoài cái chết của hai y sĩ nhảy dù Đỗ Vinh và Nghiêm Sĩ Tuấn, không có vị nào trong tiểu đoàn quân y nhảy dù bị thương nặng đến độ tàn phế để phải được cho giải ngũ. Gần đây tôi được biết niên trưởng Trần Tấn Phát, y sĩ trưởng tiểu đoàn 1 nhảy dù, bị đạn xuyên đùi trái ở quận Thuận Mẫn, Phú Bổng năm 1965, niên trưởng Nguyễn Văn Cơ, y sĩ trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù bị mảnh đạn vào má phải gây bể xương ở trận Pleimer năm 1965. Niên trưởng Phạm Quý Điểu, y sĩ trưởng tiểu đoàn 3 nhảy dù gãy xương chân khi tham dự nhảy dù hành quân ở chiến khu D. Niên trưởng Trần Đoàn, y sĩ trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù bị thương cả hai mông vì đạn súng cối ở Quảng Trị năm 1966. Niên trưởng Hà Chảy, y sĩ trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù bị thương ở bàn tay vì mảnh súng cối ở Quảng Trị năm 1966. Y sĩ nhảy dù Vũ Đình Nguyên cũng bị thương ở bàn tay vì đạn súng cối năm 67, nhưng lại may mắn được một y sĩ đồng nghiệp mổ lấy mảnh đạn ngay tại mặt trận. Đàn anh Tô Phạm Liệu, y sĩ trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù bị thương ở trận Trạc Ly năm 1972. Tuy nhiên, tiểu đoàn quân y thủy quân lục chiến có khá nhiều y sĩ bị thương tật đáng kể. Bác sĩ Phạm Hữu Hảo, y sĩ trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, thoát chết nhưng bị thương nặng ở đùi khi tiểu đoàn Trâu Điên bị phục kích ở Phò Trạch, Huế vào tháng 6 năm 66. Bác sĩ Đinh Quốc An, y sĩ trưởng tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến, bị thương rất nặng ở chân vào tháng 2 năm 67. Tuy không bị cưa chân nhưng được liệt kê tàn tật vĩnh viễn. Bác sĩ Ngô Quang Trung, y sĩ trưởng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bị viên đạn bắn xẻ trúng đầu trong lần hành quân tại Tân An năm 67. Bác sĩ Lê Tấn Hoành Long, y sĩ trưởng tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến bị miệng pháo gãy cột sống tại quận Kiến Hưng, tỉnh Chương Thiện ngày 30 tháng 4 năm 70. Bác sĩ Nguyễn Trùng Khánh bị thương bụng và cột sống vì mìn ngay ngày hôm sau khi được điều động đến thay bác sĩ Long ở tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến. Bác sĩ Đỗ Mỹ Ánh, y sĩ trưởng tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến bị mảnh đạn 130 ly mất một con mắt vào năm 71. Cùng lúc, y tá trưởng Cố Anh bị tử trận. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, y sĩ trưởng tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến, tuy thoát chết khi trực thăng chở nguyên trung đội quân y của anh bị trúng hỏa tiễn vào lúc đơn vị điều động đổ quân xuống Triệu Phong, Quảng Trị vào tháng 7 năm 72, nhưng anh bị phỏng rất nặng và trở nên tàn phế vĩnh viễn. Ngày tốt nghiệp trường quân y vào cuối tháng 5 năm 74, bác sĩ Bùi Cao Đẳng đậu thứ 11 trong danh sách khóa 16 trưng tập và là người đầu tiên bước lên bục gỗ vừa cầm cây gậy dài chỉ vào hàng chữ quân y nhảy dù trên bảng danh sách chọn đơn vị, vừa la lớn không do dự: "Tôi chọn đơn vị quân y nhảy dù." Kế liền đẳng là tôi, đậu thứ 12, rồi bác sĩ Lê Quang Tiến, đậu thứ 14 cũng với một thể thức như đẳng, đồng chọn quân y nhảy dù, mặc dù trên bảng chọn đơn vị phục vụ vẫn còn rất nhiều chỗ êm ả nhẹ nhàng như các quân y viện tiểu khu, các liên đoàn quân y. Ngoài ba chúng tôi còn có thêm bốn bác sĩ, trong đó có Nguyễn Tấn Cương, bạn cùng lớp, cũng xuất thân từ y khoa Huế. Tất cả chúng tôi lần lượt được cả khóa đứng dậy hoan hô vỗ tay văng dậy cả phòng họp. Trở về nhà trong cư xá sĩ quan Chí Hòa, tôi báo cho Măng Tô biết mình đã chọn đi nhảy dù. Măng Tô la hoảng lên lo lắng thấy rõ. Chẳng mà chọn đi nhảy dù nguy hiểm trước, không sợ chết à? Gia đình nuôi con ăn học ra tứ bác sĩ mà không biết suy nghĩ thương hại Măng và các anh chị. Tôi liền trình bày quan điểm của mình về binh chủng nhảy dù cho Măng Tôi nghe. Ngoài ra tôi còn nhắc cho Măng Tôi nhớ gia đình mình là công giáo, sống chết là số mệnh. Rồi nào là anh rể tôi Hồ Khắc Đàm vốn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 biệt động quân khét tiếng với trận Ben Hết, ra vào trận mạc liên miên mà chỉ bị thương thôi. Rồi người anh họ trung tá Hồ Châu Tuấn còn ghê hơn nữa, vì ảnh thuộc lực lượng đặc biệt mà nay vẫn sống nhăn răng gần nhà mình, và người em con của cô ruột tôi đại quý Trần Văn Thể, ra vào sanh tử bao nhiêu năm nay, là đại đội trưởng một đại đội tiêm kích của tiểu đoàn 1 nhảy dù. Mặc cho tôi giải thích, Măng Tôi vẫn nhất quyết cho người kêu các bà chị của tôi đến nhà để bàn chuyện, ý muốn tìm cách thay đổi đơn vị cho thằng con trai út bằng cách nhờ cậy người anh bà con khác là Đại tá Bảo, chỉ huy trưởng trung tâm quản trị quân số thẳng dư của Bộ Tổng Tham mưu có cơ sở nằm ngay đầu đường Lê Văn Duyệt, Tô Hén Thành, không cách xa cư xá sĩ quan Chí Hòa bao xa. Đến nước đó tôi cương quyết giữ vững lập trường của mình, cho biết tôi dứt khoát muốn trở thành một bác sĩ nhảy dù.
rằng tôi muốn tự thực hiện một thay đổi quan trọng cho đời mình, dấn thân vào chốn nguy hiểm để xem mình có thể quên được người con gái tôi hằng đeo đuổi và thương nhớ trong nhiều năm qua, xót xa cho thằng em mình, các chị tôi bênh vực cho tôi và cuối cùng mang tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Tuần lễ trước khi trình diện Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn Quân y Nhảy Dù ở trại Hoàng Hoa Thám, nhóm chúng tôi cùng rủ nhau đi tìm mua nón bê rê đỏ cổ Pháp, những bộ quần áo dù bằng ni lông, thuê người sửa lại cho vừa kích thước rồi may phù hiệu của sư đoàn nhảy dù vào cánh tay áo trận bên phải, huy hiệu tiểu đoàn quân y nhảy dù vào cánh tay áo bên trái, huy hiệu cánh thiên thần vào túi áo bên trên trái, cùng với bản tên mình ở trên, hai bông mai đen trên cổ áo và phù hiệu nhảy dù trên mũ bê rê. Riêng về phần tôi, người anh bà con Hồ Châu Tuấn cảm khoái chuyện tôi đi nhảy dù và đặc biệt thương quý tôi, tặng cho tôi những bộ quần áo hoa dù màu đỏ huyết của Pháp mà mãi cho đến khi mất nước tôi vẫn chưa có dịp mặc đi dạo phố, hai ba áo sốt trận của Pháp, hai ba đôi bốt đồ sô loại da rất tốt. Rồi anh rể Hồ Khắc Đàm của tôi cũng chuyển giao cho tôi nhiều vật dụng cá nhân anh còn lưu giữ. Sau khi rời biệt động quân, ngày chúng tôi hân hoan trình diện tiểu đoàn quân y nhảy dù ở hậu cứ nhận chỉ thị học khóa huấn luyện nhảy dù. Chúng tôi đồng ăn mặc áo quần trận như một sĩ quan nhảy dù, với nón bê rê đỏ và đầy đủ phù hiệu, ngoại trừ huy hiệu bằng nhảy dù. Khi vào trung tâm huấn luyện nhảy dù, tôi vượt qua trắc nghiệm về khả năng sức khỏe và sự bền bỉ của cơ thể trong những ngày đầu tiên không mấy khó khăn. Ngay cả với chạy dã chiến 7-8 cây số với trang bị hành quân, ba lô sau lưng và súng trên tay, rồi chạy nước rút cả cây số sau khi được nghỉ nửa giờ, đó là nhờ cả tuần trước mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, tôi đều đặn ra sân vận động trong cư xá sĩ quan chế hòa tập chạy hết đất, nhảy dài, leo dây. Tuy nhiên về đến nhà buổi chiều, thân thể tôi rã rời, mọi bắp thịt đau nhức. Sau phần căn bản nhập khóa, chương trình huấn luyện nhảy dù gồm có hai giai đoạn huấn luyện dưới đất và thực tập nhảy dù từ trên phi cơ. Tuần lễ thứ nhất với cách thức mang dù lưng và dù bụng, cùng các trang bị hành quân, cách tháo đai dù, khám dù, cách thức đi đứng trên phi cơ, móc khóa dù vào dây, kiểm soát dù cho người đứng trước, tiến dần đến cửa trong tư thế sẵn sàng nhảy và go khi đèn bật xanh lên. Tư thế nhảy ra khỏi phi cơ, kiểm soát và lái dù theo ý muốn, các thế té xuống đất như té trước, té sau, té ngang phải hoặc trái, hòng tránh thương tích và thu lượm cùng bảo trì dù sau khi đáp xuống đất. Tuần thứ hai căng thẳng hơn nhiều với tập nhảy từ hai đài cao, đài 11 thước với mỹ danh chuồng cu, tập cho lính dù quen với cách nhảy khỏi phi cơ ở độ cao, với hai dây đai dù treo vào bánh xe trên một dây cáp. Khi nghe tiếng hô go, khóa sinh phải phóng ra khỏi khoảng không trước mặt cho đúng tư thế. Thông thường đây là chặng đường mọi khóa sinh từ quan cho đến quân đều run sợ toát mồ hôi và dễ bỏ cuộc. Không những vì bị ngộp bởi độ cao mà còn vì thân hình bị thả rơi tự do trong mấy giây trước khi bị giật khựng lại rất mạnh bởi dây đai trên hai vai. Trước đó người lính dù phải đứng thẳng, đầu gối chụm lại, hai tay ôm dù bụng, mắt phải mở, nhảy ngay sau tiếng gô với miệng đếm số 331, 332, 333, 334, hết chuồng cu rồi tới đài 12 thước, được gọi là dây tử thần, là nơi khóa sinh đu vào tay cầm của bánh xe mắc vào dây cáp căng từ đỉnh đài xuống gần đất, để tập làm quen với cảnh mặt đất dâng lên khi đáp xuống đất, để ngay sau cú phất cờ đỏ từ huấn luyện viên lộng vòng đúng tư thế rồi đứng dậy. Vì đã quen với độ cao từ nhỏ nên tôi không có mấy trở ngại hoặc xanh mặt hồi hộp như nhiều quân nhân khác. Ngoài hai đài, chúng tôi còn phải học làm quen với dù lôi và cách tránh dù bị gió mạnh lôi, không đứng dậy được khi chân vừa chạm đất. Qua hai tuần học lý thuyết và thực tập trên đất, xen kẽ giữa những màn cả khóa vừa chạy vừa hát hoặc vừa lao to khẩu hiệu nhảy dù cố gắng và những hâm nóng mỗi sáng với hết đất chạy nhảy leo dây, có một số nhỏ khóa sinh bị loại. Riêng nhóm quân y chúng tôi không có người nào bị đánh rớt, dù có bạn chạy lẹt đẹt cuối đoàn hay sợ xanh mặt khi nhảy chuồng cu nhưng vẫn cương quyết không bỏ cuộc. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho giai đoạn 2, cũng là giai đoạn chót của chương trình huấn luyện nhảy dù, đó là chính thức thực tập nhảy dù từ trên phi cơ ở độ cao 400 thước. Giai đoạn này gồm có 7 xô nhảy từ phi cơ, vì là sĩ quan nên tôi được chỉ định làm trưởng toán đứng đầu mỗi khi nhảy, nhớ lại xô đầu tiên đang đứng thẳng người ở cửa phi cơ. Vừa kịp nhìn thấy đèn xanh báo hiệu và nghe tiếng go của huấn luyện viên, tôi vừa nhồi người nhưng chưa kịp phóng ra khỏi cửa,
thì đã bị ngay gió mạnh cuốn thổi văng ra bên ngoài trời, quên luôn cả đếm số và có lẽ đang còn nhắm mắt. Khi nhận biết thân mình đang rơi bỗng bị khựng lại, tôi mở mắt nhìn lên thấy dù tự động đã bung rộng trên đầu, một cảm giác lâng lâng khó tả và không thể quên. Ôi thật sung sướng khi biết mình đang như một loài chim trời, một thiên thần mũ đỏ đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa không gian. Nhìn xuống dưới thấy mặt đất dâng lên nhanh, tôi bắt đầu chú trọng vào cách hướng dù vào vị trí đáp cũng như chuẩn bị tư thế đáp. Khi gần đến mặt đất, tôi kéo nhẹ đai dù hai bên xuống cùng một lúc rồi nhanh chóng buông ra. Cánh dù đang xuống nhanh bỗng được buông to ra làm chậm tốc độ và làm nhẹ sự đáp xuống đất. Để lúc chân vừa chạm đất, tôi cho người đáp nghiêng một bên và an toàn lăn xuống đất. Ôm đai dù chạy một phần tư vòng tròn quanh chiếc dù cho dù xẹp xuống. Tôi tiến đến núm dù, cuốn dù lại và mang nguyên dù cùng đai dù đến giao nộp cho chỗ tập hợp. Chiều về nhà, tôi hào hứng kể cho măng tôi nghe chuyện tôi nhảy dù lần đầu tiên khiến măng tôi cũng vui lây, dần dần quen với cái nguy hiểm của lính nhảy dù và có thiện cảm nhiều hơn. Với những show kế tiếp, tôi hoàn toàn tỉnh táo và làm đầy đủ các động tác học được từ 2 tuần trước. Show thứ tư mang thêm ba lô trước hai đùi, ngay dưới dù bụng. Mà mình cũng phải nhớ thả dây cho ba lô xuống trước khi đến phiên mình đáp xuống đất. Show này tôi bị gió cuốn mạnh nên phải kéo đai dù ngược với hướng gió cho dù xuống thẳng, khiến chạm đất mạnh. Bị dù lôi tôi phải chạy nguyên vòng tròn mới không bị gió kéo lăn lóc dưới đất. Show thứ năm vừa có ba lô vừa mang cây súng. Show thứ sáu với đầy đủ trang bị hành quân trên người, ngoài dù lưng và dù bụng rất nặng nề. Show thứ bảy cuối cùng là show nhảy đêm. Từ cửa phi cơ nhìn ra ngoài tối đen, gió ào ào, nhảy ra khỏi phi cơ nhìn xuống bãi đáp, ấp đồng le lói chút ánh sáng từ những bó đuốc bốn góc và ở vòng đai. Đáp xuống đất có phần hồi hộp hơn vì không biết chính xác khi nào chân chạm đất. Tôi vẫn nhớ hai show đầu tiên và show nhảy đêm chúng tôi đều nhảy từ phi cơ C-47, nhưng từ show thứ ba cho đến thứ sáu, có lẽ chúng tôi được nhảy từ phi cơ C-123 một hoặc hai lần, vì loại phi cơ này lớn chứa nhiều người hơn và bay nhanh hơn, nên vài ba người nhảy cuối tốn có thể gặp nguy hiểm nếu đáp trúng vào hàng rào dây thép gai ở cuối bãi đáp hoặc đôi khi còn đáp hẳn ra ngoài vòng đai an ninh của bãi đáp. Là người luôn luôn nhảy đầu tốn nên tôi không gặp những cảnh trớ trêu trên. Sau show nhảy đêm, nhóm quân y nhảy dù chúng tôi rủ nhau đi ăn mừng vì anh em chúng tôi vượt qua được mọi giai đoạn khó khăn của khóa huấn luyện nhảy dù để trở thành một người lính nhảy dù thật thụ mà không một bạn nào bị thương tật. Đồng thời, chúng tôi hãnh diện nhận biết mình cũng có sức chịu đựng và khả năng sống sót như bao người lính dù khác khi cần. Tinh thần ấy thể hiện qua khẩu hiệu nhảy dù cố gắng mà ngày ngày được mọi khóa sinh kể cả chúng tôi đồng loạt la lớn trong khi chạy chung đoàn hay trong khi luyện tập. Nhảy dù cố gắng đã giúp người lính dù vượt qua sợ hãi phóng mình ra khỏi cửa phi cơ, tung mình vào trận chiến, quên đi muôn vàn khó khăn khổ nhọc trên bước tiến quân. Bốn chữ nhảy dù cố gắng tuy đơn giản nhưng khi được hét vang từ một tiểu đội lính dù, từ một đại đội tác chiến, từ một tiểu đoàn dù, trở thành một sức mạnh tập thể giúp đơn vị hoàn tất nhiệm vụ được giao phó trong hoàn cảnh gay go nhất, nguy hiểm nhất của địa ngục trần gian, đòi hỏi quyết tâm, quả cảm và hy sinh tối đa để xung phong thẳng vào vị trí địch, để không lùi một bước trước quân thù, để tử thủ cho đến phút cuối cùng, để giữ vững vị trí ngay cả trong giờ thứ 25, để đơn vị không bị overrun, không do dự khi cần gọi pháo binh bắn nổ chụp trên đầu mình, cho dù bị thương tích, cho dù chỉ còn một người với một lưỡi lê, một trái lựu đạn. Tell my wife I love her true, tell my children to remember me, tell my paratrooper never surrender, you, my officer, one final salute. Nếu từng là thiên thần mũ đỏ, cuộc đời ta luôn gắn liền với nhảy dù, cố gắng, trong bão lửa chinh chiến, trong lao tù và mãi về sau này, trước những quằn quại đau đớn của cả thể xác lẫn tâm hồn, trong chiến thắng hay thất bại, với những up and down của cuộc sống, những hư hao mất mát trong tình cảm, qua những vết thương trên cơ thể hay trong lòng, qua những phong ba bão tố của đời người, nhảy dù cố gắng. Nhảy dù cố gắng cho ta ý chí bất khuất, nghị lực phi thường, sự cam khó và nhẫn nhục khi làm lại cuộc đời trên xứ người. Nhảy dù cố gắng khi cùng chung góp sức mạnh đoàn kết giữ đời cho nhau.
Ngày hôm sau của show nhảy đêm, toàn thể khóa sinh được tập hợp trước sân cờ, không riêng gì tôi. Mọi người đều cảm động và hãnh diện nhận lãnh bằng và huy hiệu bằng nhảy dù từ tay vị chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện nhảy dù. Trên đường về nhà, tôi ghé ngang qua tiệm may nhỏ trong trại Hoàng Hoa Thám, nhờ cô chủ gắn huy hiệu bằng dù vào phía trên túi áo trận bên phải. Kể từ giờ phút ấy, tôi chính thức là một người lính nhảy dù, một y sĩ nhảy dù, một thiên thần mũ đỏ. Hầu như mọi lính dù đều có chung một tần số: thích mạo hiểm, thích xông pha, thích thử thách, thương yêu tổ quốc, trọn vẹn với nước nhà, chí tình với đồng đội, thích lối sống hào hùng, thích đi mây về gió, nay đây mai đó, là người của mây bốn phương trời, đi có về không, đi đông về ít hoặc xanh cỏ hay đỏ ngực, đồng mang nặng một tinh thần trách nhiệm cao độ, một tinh thần thượng võ hào hùng và một kỷ luật thép vô cùng nghiêm minh, có sức chịu đựng bền bỉ, có khí phách của một nam nhân bất khuất, dũng cảm và gan dạ, sẵn sàng bảo vệ danh dự màu cờ sắc áo, thích làm thiên thần, thích mũ đỏ, thích bộ đồ hoa dù với áo xô và có khuynh hướng ăn chơi bạc mạng, nhất là mỗi khi về phép sau một trận đánh, thích phiêu lưu bay nhảy văn nghệ đầy mình, rất mê gái và cũng rất được gái mê, đồng thời lại rất là sợ vợ. Hai ngày sau khi lãnh bằng dù vào đầu giữa tháng 7 năm 74, toàn thể 9 người chúng tôi trong toán quân y nhảy dù mới học xong bằng dù được đưa ra bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn nhảy dù ở non nước Đà Nẵng, trình diễn y sĩ thiếu tá Trần Đức Tường, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quân y nhảy dù, và tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Qua hôm sau, tôi được đưa ngay đến tiểu đoàn 1 nhảy dù với trung tá Lê Hồng làm tiểu đoàn trưởng và thiếu tá Ngô Tùng Châu làm tiểu đoàn phó, nhận chức vụ y sĩ trưởng của tiểu đoàn 1 nhảy dù. Không hề biết trước, không một chuẩn bị hành trang, và từ đó tôi bước vào đời y sĩ tiền tuyến, theo chân tiểu đoàn 1 nhảy dù đi vào mặt trận Thường Đức, Đại Lộc. Bây giờ, thiếu tá Ngô Tùng Châu vừa được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 nhảy dù. Đến cuối tháng Giêng năm 1975, tôi được thuyên chuyển về tiểu đoàn 15 nhảy dù Tân Lập ở Sài Gòn. Từ ngày khoác áo chinh nhân với quân phục hoa dù mũ đỏ, tôi đã thực hiện được ước mơ trở thành một y sĩ nhảy dù của mình. Chính chức vụ cũng như tinh thần chiến đấu của đơn vị đã giúp tôi học hỏi kinh nghiệm quý báu, cho tôi hiểu thế nào là tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội, lãnh đạo chỉ huy. Tôi dần dần chững chạc hơn trong suy nghĩ và trong phong cách. Tôi quyết chí và tự tin hơn tìm gặp lại người tôi hằng yêu thương sau 3 năm xa cách với vẻ hiên ngang khí khái của một thiên thần mũ đỏ. Dưới ánh mắt nàng, tôi không còn là bạch diện thư sinh mà là một con người dày dạn phong sương, vững vàng, lạc quan và đầy sức sống. Mùa xuân năm 1975 là một mùa xuân đầy thảm họa cho đất nước với những trận đánh cuối cùng của lữ đoàn 3 tại mặt trận Khánh Dương, của lữ đoàn 2 nhảy dù ở mặt trận Phan Rang, rồi của lữ đoàn 1 nhảy dù ở mặt trận Long Khánh, và cuối cùng là trận đánh đầu tiên đồng thời cũng là trận đánh cuối cùng của lữ đoàn 4 nhảy dù Tân Lập ở Sài Gòn và Vòng Đai. Với ngày cuối buông súng nghẹn ngào của tiểu đoàn 15 nhảy dù của tôi tại cầu Bình Triệu. Nhưng riêng với nàng và tôi, đây là một mùa xuân tràn ngập yêu đương khi cuộc tình sự của tôi từ từ chuyển hướng thuận lợi theo thời gian ngắn còn lại của cuối cuộc chiến. Có thể nàng cũng thấm mệt vì sự đeo đuổi dai dẳng mang nặng chất cố gắng của tôi trong suốt 9 năm trường. Cũng có thể nàng tội nghiệp tôi khi nhìn thấy những bụi cây cỏ còn sót trên bộ áo trắng chưa kịp thay khi tôi đi từ nơi đóng quân đến thẳng nhà nàng. Hay vì nàng ngỡ ngàng thấy một khoảng dơ bám trên tường trắng sau khi tôi tạm tựa đầu mình vào trong một cơn buồn ngủ bất chợt đến, hoặc khi chiếc khăn ướt nàng đưa tôi lau mặt trở nên đen thui cáo bẩn. Tôi còn nhớ ánh mắt e ngại của cha nàng khi nhờ ông giữ giùm dây ba chạc gồm có khẩu côn, lựu đạn mini, dao găm địa bàn, bi đông nước để đưa con gái ông đi chơi. Mãi sau này nàng mới hé mở: hồi thấy lính mặc đồ rằn ri là em sợ lắm, nhưng anh mặc đồ nhảy dù với nón bê rê đỏ thì khác, may cho anh đó. Ngày đôi cánh thiên thần của tôi sụp gãy, nàng can đảm dang rộng đôi tay cứu vớt đời tôi. Vòng tay em tuy nhỏ nhưng cái ôm tròn cứng chặt và bền bỉ hơn cả cánh dù tôi hằng mơ ước. Em cùng tôi chắc chiêu hạnh phúc trong cơn lốc đổi đời.
cùng nhau bước qua bao gian khó thử thách để có nhau và mãi mãi bên nhau. Giờ đây nhìn lại ngày tháng tuổi hoa niên của mình, tôi nhận biết tôi đã làm một quyết định đúng khi vào nhảy dù. Tôi đã đi, đã thấy, đã nghe, đã sống, đã làm tròn bổn phận với đất nước, đã vinh quang cũng như tủi nhục. Và chưa một lần tôi hối tiếc thời gian đi nhảy dù, phục vụ quân y nhảy dù, cho dù phải trả bằng cái giá của mấy năm tù tội gian nan trên biển cả London. Xin cho tôi nhắm mắt nghe tiếng gió vi vút qua những rặng cây để tưởng nhớ đến những bạn chiến đấu của mình, có tên hay không tên, đã gục ngã trên các nẻo đường quê hương, lắng nghe tiếng thì thầm nhắc nhở đừng bỏ quên chúng tôi nhé. Như hàng chữ khắc trên tượng đài vô danh ở chỗ hẻo lánh trong dãy núi Rocky, Colorado, nếu khóc than có thể biến đổi diễn tiến của sự việc thì dòng lệ của tôi sẽ đổ xuống không ngừng cho đến ngàn thu. Xin nguyện Thánh Michael, quan thầy của binh chủng mũ đỏ, gìn giữ linh hồn những thiên thần đã rời bỏ đại đoàn và quan phòng những thiên thần hiện vẫn sống tạm ở trần thế. Xin kính tặng những quân y sĩ, những sĩ quan trợ y và những quân y tá tiền tuyến, đặc biệt tiểu đoàn quân y nhảy dù, cùng các quân nhân nhảy dù đã bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Hãy cho tôi một lần đứng chào những người bạn đã nằm xuống nơi xưa. Xin hãy cho tôi một lần trở lại bung cánh dù ngạo nghễ năm xưa. Một lần nhảy dù, một đời nhảy dù. Airborne all the way, para un jour, para toujours, nhảy dù, cố gắng. Tác giả Vĩnh Chánh. Xin cảm ơn các bạn.